Xin chào các anh chị và các bạn. Sau đây chúng ta gặp nhau ở phần thứ 12. Chủ đề của phần thứ 12 này là Xi an sang sáng lì tơ, mày hổ quảng tiêu xiang. Mình giải thích cái tựa đề của cái phần 12 này nhé. Bây giờ thứ nhất là Xi an là Tây An, tên một cái thành phố cổ của Trung Quốc. Cái tên của cái thành phố cổ cũng là cái tên, cái nơi địa danh mà có cái mộ của Tần Thủy Hoàng ở đó đó. Rồi Xi An là Tây An, nó hay gọi là Xi An Cù Sẩn, thành phố cổ Tây An đó. Rồi Sang Tràng là trung tâm thương mại, mà trung tâm thương mại lớn hay gọi là Sang Tràng. Rồi Sang Tràng Lì là trong trung tâm thương mại lớn. Như vậy là Xi An Sang Tràng Lì là trong cái trung tâm thương mại lớn ở Tây An. Rồi gì nữa? Mày hổ quảng teo xiang, teo xiang là tượng điêu khắc. Mày hổ quảng teo xiang là tượng điêu khắc của Mỹ Hầu Vương. Mỹ Hầu Vương là chỉ cho ông Tôn Ngộ Không đó, chỉ cho ông Tôn Ngộ Không. Như vậy là mình sẽ dịch câu hoặc là cái vế nào có cái chữ tơ thì mình dịch đằng sau dịch lại. Như vậy là tượng điêu khắc Tôn Ngộ Không ở trong trung tâm thương mại tại Tây An. Xi an sang sảng lì tơ, mày hổ quảng teo xiang. Sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần nhé. Trung Quốc Xi An có một cái đa sang sảng lì, có một cái hẳn đa đờ mày hổ quảng teo xiang, có 7 mì cao, miếng chữ gọi Wu Kong. Yên vì sang sảng xi vọng rỉnh mân, tố mải tông xì, bố yào khung rơ sầu hủy giá. Yên vì trơ cơ đeo xiang thay dầu y sư lờ, sổ yì hẳn tố rỉnh, lại sang sảng lì hai rào mải tông xí. Hẳn tố rỉnh hải chuan sang phèo lèng tờ hàn phủ lại trơ lì hở Wu Kong y chỉ hai rào. Và sau đây mình sẽ giải thích chi tiết cái đoạn văn ngắn này nhé. Mọi người có nhớ ông Tôn Ngộ Không Tam Tạng hay gọi là gì không nào? Wu Kong, Wu Kong. Mọi người có nhớ không ạ? Wu Kong là Ngộ Không á. Rồi mình sẽ giải thích đây. Trung Quốc Xi An chỉ cơ ta sang sản liệt. Như vậy là trong một cái trung tâm thương mại lớn ở Tây An, Trung Quốc Xi An chỉ cơ ta sang sản liệt. Dù ý cơ hình ta tờ mày hổ quảng teo xiang. Dù ý cơ là có một cái hình ta tờ mày hổ quảng teo xiang, tượng điêu khắc Mỹ Hầu Vương rất lớn. Như vậy mình dịch nguyên cái cụm đó luôn là trong một cái trung tâm thương mại lớn ở Tây An Trung Quốc á, có một cái tượng điêu khắc Mỹ Hầu Vương, tức là tượng điêu khắc ông Ngộ Không rất là lớn. Dù chi mì cao, chi mì là 7 mét, chi mì cao là cao 7 mét. Còn bây giờ từ dù đây không phải là có, dù đây là khoảng, dù đây là khoảng. Dù chi mì cao, dù chi mì cao. Như vậy là cao khoảng 7 mét. Miễn chứ treo Wu Kong, cái tên gọi là Wu Kong. Cái từ Wu Kong này có cái nghĩa là vật không, chứ không phải là ngộ không. Vật không có nghĩa là đừng để tay không, đừng tay không ra về. Cái nghĩa nó như vậy, chữ vật có nghĩa là đừng. Khổng Tử có câu nói nổi tiếng là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Kỹ sở bất dục là những cái điều mà mình không muốn. Vật là đừng, thi ư nhân là thi hành, tức là thực hiện đối với người khác. Những điều mình không mong muốn thì đừng làm đối với người khác đó. Vật thi ư nhân thì từ u này là từ vật, có nghĩa là đừng. Hoặc là mọi người thấy có một cái bảng ở những cái nơi công cộng, nó để là xin u si yên, là xin đừng hút thuốc, là chữ vật này. Nhưng mà nó chỉ dùng trong một số các cái cụm từ cố định thế thôi, chứ trong tiếng Anh hiện đại thì rất ít dùng từ này. Đừng, chúng ta có những từ ví dụ như là bẻ, bủa do, bủa dung gì đó, thì bẻ lại đừng có đến. Bủa do chi là đừng có đi gì đó. Thì từ đừng này vẫn nhắc lại là nó dùng trong một số các cụm từ cố định và trong cái tiếng Hán cổ thì nhiều hơn. Như vậy quay lại cái đoạn này, có nghĩa là ở trong một trung tâm thương mại lớn tại Tây An Trung Quốc có một tượng điêu khắc Mỹ Hầu Vương, tức là tượng điêu khắc Tôn Ngộ Không rất lớn, cao khoảng 7 mét, tên gọi là vật không. Và vì sao cái tên gọi như vậy? Đọc là Wu Kong thì nó cũng trùng cái âm với là Wu Kong là Ngộ Không. Vậy thôi. Yên quê sang tràng si hoang, bởi vì
Trung tâm thương mại này hy vọng rến mến tố mại tông si, mọi người mua nhiều đồ, tố mại tông si mua thêm nhiều đồ. Bổ giao là đừng, khung rơ sầu phải giá, khung rơ sầu khung là không, khung rơ sầu là tay không, về nhà. Cho nên nó đặt cái tên là u khung, là đừng có tay không về. Mà nó cũng trùng với âm là ngộ không luôn, cho nên nó làm cái bức tượng là tôn ngộ không. Yên quê trơ cơ teo xiang thay dầu y sư là bởi vì cái bức tượng này, bởi vì cái bức tượng này có ý nghĩa quá, thay dầu y sư là tức là rất có ý nghĩa cũng được. Số gì hình tố rỉnh, cho nên rất là nhiều người lại sẵn sàng lì phai trao đến đây để chụp hình, có khi là quay phim cũng được nữa. Rồi mài tông xí là mua đồ. Hình tố rỉnh hải chuan sang, phiêu lên tờ hàn phủ. Có rất nhiều người còn mặc, chuan sang là mặc vào, dịch là mặc thôi. Phiêu lên tờ hàn phủ, những bộ trang phục của người Hán rất đẹp. Hàn phủ là trang phục của người Hán, trang phục truyền thống á. Mọi người có thể đánh từ hàn phủ này lên trên Google và tìm trong phần hình ảnh thì sẽ có rất là nhiều những bộ đồ đẹp. Mọi người biết ngay là hàn phủ là gì. Hình tố rỉnh hải chuan sang, phiêu lên tờ hàn phủ. Lại trở lì đến đây, hở u khung y chỉ phai trò, hở u khung y chỉ phai trò, như vậy là chụp hình hoặc là gì đó, chụp hình quay phim gì đó chung với u khung, tức là chung với cái bức tượng ngộ không này. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần thứ 12. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Xin chào mọi người.